À, vị trí thì lấy cây thầu dầu tí này nhá, tìm cái thầu dầu tí này này, lấy lá của nó giã ra, giã ra xong bắt đầu mình đắp lên cái huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu này. Cái huyệt bách hội là cái huyệt mà mình sờ căn từ hai bên tay xem này, nó lõm xuống đấy. Bác nào bị chỉ thì nhớ tìm cây này nhé, đây cái thầu dầu tí các bác nhé. Đấy, chủ nó mà bị lòi ra ấy, thì mình lấy cây thầu dầu tí này mình đắp vào nó sẽ co lên, nó rút lên. Các bác kiên trì đắp cho em nhé, này đây cây thầu dầu tí các bác nhé. Đấy.